Hello, xin mến chào tất cả anh em. Đây là những mẫu tủ âm thanh rất là cao cấp nhập khẩu Trung Quốc vừa về anh em nhé. Hôm nay sẽ tiếp tục giới thiệu với tất cả các bác. Thì đây là mẫu tủ nhựa cao cấp nhất hiện nay của bên em, size 6U nhé. Đây là hàng 6U và một mẫu tủ nhựa rất là cao cấp nữa, đó là mẫu tủ size 8U. Ok chưa? Và ngoài hai mẫu tủ này ra thì bên em còn có những mẫu tủ nhôm. Mẫu tủ nhôm size 12U có ngăn mixer này. Mẫu tủ 10U và mẫu tủ 12U đầy đủ hết. Tất cả hàng rất là đẹp em nhé. Hàng này thì quá là ok rồi, rất là cao cấp. Đó. Đây là những mẫu tủ nhựa và sơn sần. Sơn sần màu đen. Hàng này nhìn nó quá đẳng cấp luôn. Đó, ok chưa? Thì với cái tủ 8U này thì anh em có thể ghép được một cục đẩy này. Đấy, một con vang, mic, lưng tiếng, quản lý nguồn anh em nhé. Thì chúng ta có thể ghép được 5 thiết bị ở trên cái tủ âm thanh này. Hàng này thì quá đẹp rồi. Hàng này thì đây là một trong những mẫu tủ cao cấp nhất hiện nay của bên em. Đó, hàng rất là chắc chắn anh em nhé, chuẩn luôn. Đợt vừa rồi thì có rất là nhiều anh em gọi điện hỏi có mẫu tủ 8U, 6U không. Đợt này thì bên em lại về đây, về quá nhiều luôn. Hàng này thì rất là đẳng cấp. Review với tất cả các bác về cái mẫu này nhá. Ok chưa? Đấy, và đây. Đây là mẫu tủ 6U này. Đó, nhìn quá chất luôn đúng không ạ? Đó, ở đây có đều có cái tay sách hết em nhé. Với cái tay sách này thì nhìn nó rất là chuyên nghiệp. Đó, chúng ta có thể tháo được cánh đằng trước và cánh đằng sau ra. Đó, ok chưa? Tháo được hết anh em nhé. Đây, sẽ tháo ra cho anh em cùng xem. Đây là tủ 6U nhé. Ok chưa? Và bên này là tủ 8U. 6U thì nó sẽ ngắn hơn. Nó sẽ ngắn hơn. Nó không phải là ngắn hơn mà nó sẽ cái chiều cao của lõi nó sẽ thấp hơn em nhé. Đó, đây là đằng sau này. Đằng sau. Và đây là đằng sau của tủ 8U. Anh em thấy thế nào? Quá đẹp luôn. Hàng này thì rất là ngầu nhá. Ok chưa? Đó, tháo ra thì nó sẽ như thế này. Và đây thì đều có ốc rồi. Ốc để anh em bắt vít nhá. Đó. Con này là bắt được 4 thiết bị này, đẩy này, vang này, mic này. Đó, và một con quản lý nguồn rất là hợp lý. Còn đây cái mẫu tủ này thì chúng ta có ghép được 5 thiết bị luôn. Ok chưa? Hàng này thì quá là chất rồi. Đây là những mẫu tủ nhựa cao cấp nhất hiện nay. Đó, anh em có thể tham khảo cái mẫu này nhé. Bên này đều tay sách hết này. Hàng này thì đây, lật lên nó có cái lưới anh em nhé. Ở đây nắp này đều có lưới này, để chúng ta có thể để dây rắc hoặc là những cái tua vít ở trong đây. Ok chưa? Đó, đẹp đúng không ạ? Đây, mẫu tủ này thì quá đẹp rồi. Ok chưa? Rất là nhiều mẫu tủ để cho anh em lựa chọn. 6U, 8U đúng không ạ? 10U, 12U đều đầy đủ những cái mẫu tủ sự kiện. Ở đây là mẫu tủ sự kiện đây. Đây là hàng cao cấp em nhé. Hàng này thì đều có ngăn mixer. Tủ 12U có ngăn mixer này. Và có bàn này. Đấy, có bàn. Có cái bàn để máy tính ấy. Đấy, bàn để máy tính thì đây chúng ta sẽ tháo cái cánh này ra em nhé. Đây, tháo cái cánh này ra. Đấy, tháo cái cánh này ra thì chúng ta sẽ bắt vào đây, bắt hai vào hai khuy này. Đấy, bắt vào hai khuy này thì đây nó sẽ ra một cái bàn. Đấy, bàn rất là rộng. Đấy, để cho em để tục và để máy tính. Hàng này thì hàng đẹp xuất sắc của bên em. Đấy. Đây là mẫu tủ chuyên nghiệp. Tủ này thì hiện tại đang có giá là 2.900.000 đồng em nhé. 2.900.000 đồng. Để đo cái kích thước của cái tủ này thì đây. Đây thì em sẽ lấy cái thước, em sẽ đo luôn. Kích thước của cái tủ này thì nó khoảng tầm gần 1 mét, chắc phải tầm 9, tầm 93 cm. Ok chưa? Đấy, đo từ dưới chân lên nhé. Ok chưa? Đo từ dưới chân lên thì nó rơi vào tầm 93 cm. Ok chưa? Đó. Còn cái chiều sâu của cái tủ này đo luôn cho các bác cùng xem. Chiều sâu này, đo kịch luôn này. Chiều sâu của nó thì rơi vào tầm 67 em nhé. Đó, 67 cm. Còn chiều ngang thì nó rơi vào tầm 54. Thì chúng ta để những bàn mixer CMS1000 hay những bàn mixer XA16 Pro thì rất là hợp lý, rất là vừa vặn. Video này thì hôm nay sẽ không mở anh em nhé, mở lắp. Thì để hôm sau đi, hôm sau em sẽ làm video mở lắp. Đây là tủ 12U này.
Tủ 12U. Tủ này là tủ 12U không có ngăn mixer nhá. Thì chiều sâu của nó tầm 65 cm. Ok chưa? Đó, chiều cao này. Chiều cao 67 anh em nhá. À, từ dưới lên này. Từ dưới lên là tầm 67. Ok chưa? Đó, chiều ngang nó như nhau hết rồi. Đó, tủ này cũng thế này. Chiều ngang nó phải vừa anh em nhé, thì mới bắt được đẩy. Đấy, cái tủ này thì 58. À, từ dưới lên. Đo từ dưới lên là 58 cm. Ok chưa? Gần 59 em nhé. Đấy, gần 59 cm. Đó. Chiều sâu của nó thì cũng thế thôi. Đó, chiều sâu thì cũng tầm 65 anh em nhé. Đó, 65 cm. Đo từ kia đây. Đây là một trong những mẫu tủ rất là đẹp. Đấy, mẫu tủ rất là đẹp. Đều có bánh xe này, bánh xe cao su. Và chúng ta có khóa được em nhé. Đấy, có khóa được này. Ok chưa? Đó. Đây có lỗ này. Lỗ này để chúng ta luồn dây em nhé. Luồn dây noa và những cái dây rắc vào đây. Ok chưa? Và dưới đây thì đều có quạt anh em nhé. Đều có quạt tản nhiệt hết. Đó, ok chưa? Một trong những mẫu tủ rất là đẹp. Kết nhất là hai cái tủ nhựa đây. Đấy, hai cái tủ nhựa này thì nhìn nó rất là đẳng cấp. Đó. Mặc dù nó rất là nhỏ nhưng mà giá thành của nó thì lại cao anh em nhé. Giá thành của nó thì rất là cao. Đấy. Size 8U này thì đang có giá là 2.450.000 đồng. Đấy. Và cái size 6U này thì đang có giá là 2.250.000 đồng. Hàng đẹp xuất sắc luôn. Ok chưa? Đó. Thì các bác có nhu cầu liên hệ trực tiếp với bên em thôi. Đợt này về rất là nhiều. Đấy, về rất là nhiều mẫu tủ đây, trăm lệ về khá là nhiều. Đấy, đây cũng là tủ 12U em nhé, ngăn mixer này. Tủ 16U giá 3 triệu, 16U có ngăn mixer giá 3 triệu. Đấy, ok chưa? Hàng chuẩn luôn, hàng này thì rất là chắc chắn rồi. Hàng này thì quá ok. Đấy, đẹp. Hàng rất là đẳng cấp. Đấy, tất cả bánh xe chúng ta có thể xoay được nhé. Đấy, xoay được này, khóa này. Đấy, có khóa luôn, khóa bánh xe luôn, không chạy được. Ok chưa? Đó, thì đây là những mẫu tủ lắp phòng hát rồi là gia đình. Anh em có nhu cầu muốn mua thì liên hệ trực tiếp với bên em thôi. Ok chưa? Hàng này thì quá chất luôn, đúng không ạ? Rồi ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.